Kính thưa toàn thể vị và đón tiếp chương trình, Lê xin được mời vị cùng đến với một sáng tác của soạn giả Yên Lan, lớp chữ đoàn trong vở tuồng cái được mang tên Máu Nhuộm Sân Chùa. Và với lớp chữ đoàn này, mời vị cùng đến với tiếng hát của Công Khanh. Thưa bà, tôi là kẻ từ một miền xa xôi đạp xương hàng cho tiếc trở về, để kể cho bà nghe một câu chuyện, chuyện ban đầu của một người con, chuyện thương đau của một kẻ đắng dần. Đêm qua tôi có về ngang nơi hò hẹn cũ thì mới hay chiều nào và dần chẳng nói quán là xin dành lại phút giây hoài niệm kẻ đắng chân. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc, lòng vừa đêm xưa. Bà ơi, nếu phút giây nào bà còn chẳng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà hẹn, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau dài giọt lệ nghe chim quyên gọn cá kêu sầu.
đó là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống, bên chồng và bên những đứa con sinh. Còn tôi tiếp tục sống tiếp đời không định hướng,